quý vị, Công an quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh đã tạm giữ gần 40 đối tượng dương tính với ma túy. Nhóm đối tượng này được phát hiện trong đợt kiểm tra các khách sạn và quán karaoke trên địa bàn. Công an quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh tiến hành đợt kiểm tra một loạt khách sạn và quán karaoke trên địa bàn quận trong ngày 12 tháng 7. Tại quán karaoke Phan Anh, phường Bình Trị Đông, mặc dù thời điểm rạng sáng vẫn còn hàng chục người hát hò say sưa và bày lắc sử dụng ma túy 28 thanh niên được đưa về trụ sở công an để kiểm tra, qua đó phát hiện 14 người dương tính với ma túy. Tại khách sạn Phương Nga, khách sạn Hoàng Minh và quán karaoke Alibaba trên địa bàn các phường khác, lực lượng công an cũng phát hiện thêm nhiều đối tượng sử dụng ma túy. Hơn 100 đối tượng được đưa về trụ sở xét nghiệm ma túy, trong đó gần 30 trường hợp dương tính với ma túy. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định.